quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Cảnh sát Ecuador đột kích vào Đại sứ quán Mexico, bắt giữ cựu phó tổng thống. Vào cuối ngày 5 tháng 4, lực lượng an ninh Ecuador đã tấn công vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito. Họ khống chế toàn bộ nhân sự thuộc Phái đoàn Ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, Jorge Glass. Trước đó vài giờ, ông Jorge Glass được Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị. Ông Jorge Glass tị nạn trong Đại sứ quán Mexico từ tháng 12 năm 2023 sau khi bị truy tố về tội tham nhũng. Vụ đột kích xảy ra sau khi Ecuador xin phép phía Mexico để vào Đại sứ quán để bắt ông Jorge Glass, nhưng Mexico không đồng ý. Ông Roberto Canseco, viên chức đứng đầu bộ phận lãnh sự Mexico ở thủ đô Quito, nói với báo chí địa phương khi đứng bên ngoài đại sứ quán, không thể nào như thế được, điều này thật điên rồ. Theo hãng tin AP, hành động sử dụng vũ lực bất thường này khiến các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao trong khu vực bị sốc và hoang mang. Ngay 6 tháng 4, cựu phó tổng thống Ecuador bị đưa từ văn phòng tổng trưởng lý ở Quito đến thành phố cảng Guayaquil. Tại đây, ông Jorge Glass bị giam giữ tại một nhà tù an ninh tối đa. Luật sư của ông Jorge Glass, Sonia Vera, nói với hãng tin AP rằng luật sư bào chữa không được phép nói chuyện với ông Jorge Glass khi ông ấy ở văn phòng công tố. Phản ứng trước vụ bắt giữ, Tổng thống Mexico đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Alicia Bárcena đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador. Tổng thống Obrador gọi vụ bắt giữ là một hành động độc tài và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của Mexico. Theo bà Bárcena, Mexico sẽ đệ trình vụ đột kích lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Toàn bộ nhân sự thuộc Phái đoàn Ngoại giao Mexico tại thủ đô Quito sẽ ngay lập tức rời Ecuador về nước. Phía Mexico yêu cầu chính phủ của Tổng thống Ecuador Daniel Noboa thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên ngoại giao trong quá trình di chuyển. Nicaragua cũng quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador và bày tỏ ủng hộ Mexico. Brazil, Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay và một số nước khác lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ cựu phó tổng thống Jorge Glass. Trong khi đó, Honduras kêu gọi cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, CELAC, triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này. Về phía Ecuador, Tổng thống Noboa nói rằng hành vi bảo vệ người tị nạn của Mexico là bất hợp pháp vì ông Jorge Glass đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Nhà chức trách Ecuador đang điều tra ông Jorge Glass vì những cáo buộc bất thường trong quá trình ông quản lý công tác tái thiết sau trận động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng năm 2016. Ông cũng bị kết án về tội hối lộ và tham nhũng trong các vụ án khác. Việt Nam lên án vụ tấn công Đại sứ quán Iran. Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria, nhấn mạnh các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng, bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Ngày 6 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria. Các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng, bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân, các thành viên cơ quan đại diện và gia đình. Trong khi đó, Iran đã cảnh báo Mỹ tránh xa bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào giữa nước này với Israel, trong khi Washington yêu cầu Tehran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ. Trợ lý Tổng thống Iran Mohammad Jamshidi hôm 5 tháng 4 thông báo trên nền tảng X, tên cũ là Twitter. Trong thông điệp bằng văn bản, Cộng hòa Hồi giáo Iran cảnh báo giới lãnh đạo Mỹ không để bị lôi vào bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dành cho Mỹ. Hãy tránh xa để không chịu thiệt hại. Ông cho biết đáp lại Mỹ cũng yêu cầu Iran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ. Trước đó, Iran cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF không kích tòa lãnh sự ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tuần làm chết 7 sĩ quan của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cam kết sẽ đáp trả. Theo đài RT, các quan chức Mỹ chưa cho biết liệu một cuộc tấn công của Iran vào Israel có phải là lý do để can thiệp quân sự hay không. Tuy nhiên,
Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Iran tránh xa cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Phát biểu hôm 4 tháng 4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ rất quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, nhưng tiết lộ Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel. Trong khi đó, một quan chức Mỹ hôm 5 tháng 4 cho biết Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria. Đề cập khả năng cuộc tấn công có thể xảy ra vào tuần tới, quan chức này nói Mỹ đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thảo luận về mối đe dọa từ Iran trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 4 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden cho hay, đội ngũ của chúng tôi đã liên lạc thường xuyên và liên tục kể từ đó. Mỹ hoàn toàn ủng hộ sự phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran. Theo tài liệu được trình bày trước Nội các An ninh Israel vào ngày 22 tháng 2 và được Reuters tiếp cận ngày 23 tháng 2, Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ vùng đất phía tây của Jordan, bao gồm khu vực bờ Tây bị chiếm đóng và Gaza, vốn là những vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn thành lập một nhà nước độc lập. Trong các mục tiêu dài hạn được liệt kê, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine. Ông nói rằng một thỏa thuận với người Palestine sẽ chỉ đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Tuy nhiên, ông không nêu rõ bên đàm phán Palestine là ai. Đối với Gaza, Thủ tướng Netanyahu coi phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa là những mục tiêu cần đạt được trong trung hạn. Ông không nói rõ giai đoạn trung hạn này sẽ bắt đầu khi nào và kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phi quân sự hóa hoàn toàn là điều kiện để tái thiết Gaza. Thủ tướng Netanyahu đồng thời đề xuất Israel hiện diện tại vùng biên giới Gaza-Ai Cập ở phía nam của Gaza, cũng như hợp tác với Ai Cập và Mỹ trong khu vực này để ngăn chặn buôn lậu, nhằm thay thế quyền kiểm soát của Hamas ở Gaza và duy trì trật tự công cộng. Thủ tướng Netanyahu đề nghị hợp tác với các đại diện địa phương, những người không có bất kỳ mối liên hệ nào với các quốc gia hoặc các nhóm vũ trang. Trước những thông tin này từ Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 3 cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Rafah sẽ khiến dải Gaza thêm hỗn loạn. Theo đó, những khu vực mà quân đội Israel đã kiểm soát còn hỗn loạn, chưa ổn định. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh khủng hoảng nhân đạo sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công ở Rafah. Ông Biden cũng cảnh báo ông Netanyahu rằng một cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah sẽ là một sai lầm. Ông Biden nói, chúng ta đã có nhiều cuộc thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau giữa quân đội, tình báo, các nhà ngoại giao hoặc các chuyên gia nhân đạo. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa có cơ hội có một cuộc thảo luận chiến lược toàn diện, tổng hợp toàn diện. Tổng thống Biden nói với Thủ tướng Netanyahu rằng ông cần một chiến lược chặt chẽ cho dải Gaza thay vì Israel tấn công Rafah. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh ông đã nói cực kỳ rõ ràng với Tổng thống Mỹ rằng Israel quyết tâm tiêu diệt lực lượng Hamas ở Rafah và không có cách nào để làm điều đó ngoại trừ việc triển khai chiến dịch trên bộ. Như vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah. Những căng thẳng đầu tiên của Mỹ và Israel đã có dấu hiệu bắt đầu từ đây và nghi ngờ mối quan hệ đồng minh này đứng trên bờ vực là khi ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn lập tức giữa Israel và lực lượng Hamas, đồng thời thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Mỹ bỏ phiếu trắng, không phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhận sự chỉ trích gay gắt từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, việc Washington không phủ quyết đề xuất rõ ràng là sự rút lui khỏi quan điểm trước đó. Israel cho rằng điều này sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực chống lại Hamas ở dải Gaza, cũng như nỗ lực giải thoát hơn 130 con tin. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông sẽ không cử phái đoàn tới Washington như dự kiến trong tuần này. Nội dung thảo luận dự kiến của chuyến thăm liên quan đến xung đột tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Khi văn phòng của ông Netanyahu tuyên bố hủy chuyến thăm, giới chức Mỹ cho biết chính quyền ông Biden cảm thấy bối rối trước quyết định của Israel. Washington cho rằng đây là phản ứng thái quá, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không có thay đổi nào trong chính sách. Quyết định không phái cử đoàn tới Washington của Israel gây thêm trở ngại cho những nỗ lực của Mỹ nhằm khiến ông Netanyahu xem xét các giải pháp thay thế cho chiến dịch trên bộ vào Rafah. Mối đe dọa về chiến dịch quân sự trên bộ của Israel tại Rafah làm gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh lâu năm là Mỹ và Israel, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể hạn chế việc viện trợ quân sự hay không nếu ông Netanyahu mâu thuẫn với ông Biden. Ông Aaron David Mueller, cựu chuyên gia đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ, hiện làm việc tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế Mỹ, nhận xét điều này cho thấy niềm tin giữa chính quyền ông Biden và ông Netanyahu có thể đang rạn nứt. Nếu mâu thuẫn không được xử lý thỏa đáng, tình hình sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.
Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng thay đổi chính sách của nước này với Israel. Sự thay đổi này sẽ bao gồm cả các điều kiện về viện trợ quân sự nếu Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Rafah. Tổng thống Biden đang phải đối mặt với áp lực không chỉ từ các đồng minh của Mỹ, mà còn từ nhiều thành viên Đảng Dân Chủ nhằm kiềm chế phản ứng quân sự của Israel ở dải Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu vấp phải những thách thức trong nước, đặc biệt là yêu cầu của các thành viên liên minh, cực hữu của ông về một đường lối cứng rắn chống lại người Palestine. Ông Netanyahu cũng phải thuyết phục gia đình các con tin rằng ông đang làm mọi cách để giải cứu con tin, giữa lúc những cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức. Một số nhà phân tích nói với hãng Reuters rằng thách thức hiện nay đối với ông Biden và ông Netanyahu là giữ cho sự khác biệt giữa họ không leo thang ngoài tầm kiểm soát. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.